Hello cả nhà. Hôm nay thì ở cả hai server đều bảo trì vào thứ sáu. Bên Trung Quốc thì đang qua mùa mới rồi, bên mình thì chắc phải tuần sau thì mới sang được. Mùa mới thì mấy cái accessory mà ở trong cầu rank của mùa trước sẽ được bán ở trong shop. Bạn nào có nhu cầu thì có thể mua. Đó. Bây giờ thì mọi người cùng lên xem là cầu mùa mới có gì nha. Trời ơi, Hunter mới nhìn ngầu quá vậy. Nghệ sĩ violon có skin S kèm nhân vật của Hunter mới nè, skin A của Postman, skin A của thằng làng, skin B của No 26, Madame Red, Priest, 3 mét, ôi, Dreamwick. Chủ đề đợt này hình như là về ác quỷ hay sao á, Explorer, và có Emote Dance của 3 mét. Bây giờ thì mình vô mình coi chi tiết nha. Hunter mới rồi. Trời ơi. Nhìn thấy ghê không? Ủa cái ông này là tóc của ông gãy đàn hả ta, hay là tay? Kìa tóc điều khiển đàn kìa. Trời ơi, vẫn như cũ là không có animation mọi người à. Mọi người thấy anh này ngầu không? Mấy hôm nay thì Linh cũng hơi bận nên là Linh không có chơi được nhiều, ít ra video. Một phần là đang bị ho nữa mọi người, mới hết ho xong á. Có khi nào bị cách ly không ta? Bây giờ mình tới coi skin Postman đi. Nhìn ngầu ghê á. Bên hông ảnh đeo cái đàn kìa. Sai. Có vậy thôi hả? Tiếp theo là thằng lằn ha. Ui, hình như là ổng cầm nguyên cái xương ống phải không? Trời ơi, ở trên lưng quá trời lỗ luôn nè, nguyên cái dọc sống lưng tới đuôi luôn. Bây giờ tới lượt coi skin B nè. No 26. Sao mấy skin kiểu mấy skin trước mình coi á là chủ đề ác quỷ á, nhìn ngầu, mà sao tới No 26 nhìn nó mắc cười quá à. Nhìn nó không liên quan gì luôn á. Madame Red,
Tháp của Mama cũng ngầu lắm mà không biết nhìn nó như thế nào. Trời. Ok la. Giống ma cà rồng ha. Tới Pri nào. Pri. Đây. Skin này của Pri thì có quần bảo hộ rồi. Nhìn cũng ngầu nhưng mà Linh không thích cái mấy cái que cắm ở phía trước trán của nó cho lắm. Dưới cổ bà có cái gì á? Màu thì đẹp nhưng mà thấy nó cũng kỳ kỳ sao á. Chắc phải vô game thì nhìn nó mới đỡ. Còn ai nữa ta? 3 mét. Ba mét đợt này là màu hồng. Mọi người ai cũng màu đỏ đen, 3 mét màu hồng. Bộ này nhìn già quá. Không, Linh không thích bộ này. Tiện thể mình coi cái dance của 3 mét luôn nha. Không biết là cái dance này nó có vừa đi vừa làm được không nữa. Nhìn hài hài. Mọi người thấy sao? Dream Week. Đây rồi. Ui. Whisky này cũng xinh nè. Trời ơi. Cả hai mẹ con đều bị cắm sừng luôn nha. Đó. Mà mấy cái sừng này cắm vô giống sừng của Priya á. À, skin B cuối cùng là của Xlayer. Xlayer đâu rồi? Đây. Có mỗi của Xlayer là nó không có sừng xí gì hết á. Nó giống như của No 26 vậy, lạc quẻ ghê á. Không liên quan gì luôn. Hết rồi, skin đến đây là hết rồi. Bây giờ mình coi là bước chân mùa sắp tới có những skin gì nha. Đâu rồi ta? Đây. Seer, photographer, made eye và mechanic. Vô coi luôn cho nóng. Bấm nhầm, bấm nhầm. Xe đâu rồi ta? Xe. Màu này là màu lá úa nè. Photographer. Cụ đợt này được skin free màu hồng. Nữ tính bánh bèo. Đó. Fan cụ điểm danh nha.
Skin này được phết đấy chứ. Ủa tới ai nữa ta? Mét ai thì phải. Mét ai. Ủa phải skin này không ta? Ờ chắc nó đó. Cũng được. Và cuối cùng, skin mà mọi người mong đợi nhất. Vâng, mấy em ấy đã bị nét banh sát. Bây giờ cái cách chơi mấy cái nó bị sửa đổi rồi, kiểu như là ban đầu mà không ai bị thương hay như thế nào, mình nên đi có bằng người đi, khi nào bị thương nhiều quá, bị debuff, đi có đó thì mới lôi robot ra. Chứ ngay từ đầu mà lôi robot ra phí lắm luôn á. Trời ơi. Trời ơi. Đúng kiểu loli luôn á. Skin này đẹp ghê á. Rồi có động lực để mùa sau cày rồi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Xinh quá. Sao NE không làm mấy skin giống vậy ta? Dạo gần nay cứ làm mấy cái skin mà kiểu đỏ đen với lại cái skin nhìn tối tối á, đen tím này kia nhìn thấy ghê. Làm mấy skin giống vậy có phải hay không? Cô teo quá. Mà hình như cái điều khiển robot á nhìn nó kỳ kỳ. Có động lực mùa sau cày rồi. Mọi người thích skin nào nhất? Có cái comment ở phía bên dưới cho Linh biết nha. Video chắc kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Nhớ tặng Linh một like, một subscribe. Bye bye cả nhà.